Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio lên cái combo của Leo UL 2 tầng côn rất là đẹp. Và con này chuyên đi giáp dòng sự kiện Azai. Đấy, cấu hình ngày hôm nay thì các bác nào làm đám cưới, âm thanh sự kiện, hoặc là các bác nào mà chơi gia đình có nhu cầu mà vừa to lại còn vừa khỏe nữa thì các bác lấy neo của UL này. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác là một cái bát súp 50 màng. À, màng của nó là bít dày lón sần. Đây là cặp bát 50 hàng chất lượng cao để các bác đi làm sự kiện. Và một đôi bát 30 neo của Hewell loại 2 tầng côn, một đôi phân tần model là 005 của BL, một đôi chắc kèn neo bi 750 côn dây dẹp. Và hôm nay thì các bác cùng tham khảo cái mẫu của em nhá. Cái 50 này là cái loại mà chất lượng cao lắm, các bác xem rồi đánh giá. Đây là bát của nó là màng sơn dầu bóng, sơn dầu này là để chống nước chống ẩm. Gân vải tẩm dầu 2 gân, bát 30. Deep bát của nó có đôi 4, 6, 8 cái nỗi để tỏa khí tỏa nhiệt. Nếu nói đến dòng Leo cùng 130 thì hầu như nó là hàng hiếm rồi. Và dòng Hewell này ra thì có cả 30 và 40. Và các bác lưu ý dòng này là côn 100, 2 tầng côn và là còn cả là côn dây nhôm dẹt nữa. Dâu của nó được mọc dây điện từ ngoài vào trong, côn dây nhôm dẹt nó tiếng ca nó rất là sáng. Côn 100 từ neo 2 tầng côn và nhện cổ côn đánh keo sữa. Cái phần màu cam cam đây là cái phần nộ thoáng. Khi cái tầng trên của nó sẽ thoát khí qua đây. Vì cái côn bình thường một tầng côn nó ngắn như này, nhưng cái 2 tầng côn thì nó phải dài như này. Đấy. Thế nên là ở dưới của nó có 8 cái lỗ để tỏa khí rồi. Còn ở trên nó phải có một cái lớp khí nữa để thoát khí. Nó để cho nó mát côn, khi đánh công suất lớn thì nóng nó sẽ thoát có cái điểm để nó thở ra. Cặp bát này của nó thì em báo giá rời cho tất cả các bác là cặp bát này của nó là có giá là 5 triệu 3 một đôi, được bao ship một đôi bát 30. Đấy, đây là dòng cao cấp, các bác có nhu cầu hãy liên hệ, dòng này rất là chất lượng luôn. Phân tần của nó là phân tần model là 005. Các bác nhìn cái model là 005 và chạy 3 chở nhôm màu vàng. Con tụ vàng đây là con tụ chống cháy, tép đường bát đây và đường check đây. Phân tần này chuyên giáp full loại khủng, đánh tiếng rất hay. Phân tần dài to đẹp và tiếng hay. Với cái cấu hình tép Leo nữa là tép Leo 750 BNC cũng cốc nhôm. Từ bi dòng này thì nhà em có bốn loại khác nhau. Còn đây trước màn hình đây là 750 neo BNC. Từ bi sáng trắng bóng đẹp. Với cái cấu hình combo, cả cái combo này nó một đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần là 8 triệu 3 cái combo này. Các bác nhé. Các bác có thể là đặt thùng ở tại địa vị của, ở địa phương của mình, hoặc là các bác có thể đặt Tùng Nguyễn dựng thành phẩm đấy. Còn đây thì các bác nhìn cái bát súp 50 để các bác đi làm sự kiện đây. Màng ở đằng sau thì các bác nhìn này, nó sần sùi, nó nô nhô rất là khủng luôn. Các bác nhìn thấy cái bát 50 nào có cái màng như này chưa ạ? Màng nó sần sùi, nó nô nhô rất là dày dặn. Từ 220-100 oánh tiếng rất nực và độ bền cao. Đít của nó có đôi 4-6 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này ấy, cái đít nhọn màu xanh thì ở nhiều địa các cái nơi khác thì nó cũng đều có đít nhọn màu xanh. Nếu mà để nói nhìn cái đít nhọn màu xanh hoặc xương giờ xét thì các bác không thể biết được loại nào chất lượng hay không. Đấy. Thế vậy em đi vào giới thiệu về phần màng này. Phần màng thì của nó là nó sần sùi nhiều này, còn cái phần tê này nó sẽ dày hơn các cái loại khác. Cái này thì nó sẽ giống nhau như cái điểm này này, cái điểm này nó sẽ nó gù cao hơn các loại khác thì nó sẽ dày hơn. Đấy, các bác nhìn này, bích của nó rất là dày chưa, đặt vừa ngón tay trỏ của em luôn. Bích dày và lón sần, côn 100. Dòng này đánh full súp đơn và súp kép thì tiếng cực kỳ là tuyệt vời. Dòng này của nó là, các bác đọc mã cho em nhá, dòng này là bích dày lón sần. Đấy, các bác nhìn cái màng lón sần. Ở trên thị trường cũng có lón sần, em không quan trọng gì mẫu của người ta, mà mẫu của em là màng của nó là màng đen mờ, lón sần, gân vải tẩm dầu 3 gân. Các bác lưu ý cho em để đỡ phải mua phải nhầm hàng, hoặc là anh em có thể nhìn cái nón nó sần sần giống nhau thì các bác tưởng nó cùng một loại, nhưng không, hàng này của em là hàng đặt không giống ai ở trên thị trường Việt Nam. Các bác lưu ý bích của nó cực kỳ dày. Đấy, từ 220-100. Dòng này của nó thì các bác có nhu cầu với cặp bát bích dày nón sần này của nó là 4 triệu rưỡi một cặp bát này, được bao ship các bác nhé. Còn em bán lẻ một cái thì là 2 triệu 3 một cái bao ship. Thì hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về cái mẫu linh kiện sử dụng loa Azay, hàng chất lượng cao. Các bác có nhu cầu quan tâm
thì nhấc máy lên gọi điện cho Tùng Nguyên Audio. Các bác mua bát 50 thế, các bác mua hàng rẻ nó đánh thì đánh nó chỉ được một lúc nào phần đó thôi, nhưng khi mà đánh về cái độ sâu của nó thì nó sẽ không được lực, và thứ hai là nó cái phần côn ở bên trong nó làm kém chất lượng thì nó sẽ dễ bị chết côn đấy. Thế nên là các bác đầu tư thì nghiên cứu cái loại nào chất lượng thì mình sử dụng. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác thấy hàng chất lượng cao hãy cho em một like, và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.